Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, trong chuyến thăm của Mỹ đến Việt Nam vừa qua, Tổng thống Joe Biden trong buổi nói chuyện trước công chúng đã khẳng định rằng hợp tác giữa hai nước Mỹ-Việt chủ yếu sẽ là trong lĩnh vực công nghệ sáng tạo. Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ cùng nhau xây dựng một chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn cho ngành công nghiệp bán dẫn. Khi Tổng thống Biden nói ra những lời này, chứng tỏ phía Mỹ đang rất mong muốn Việt Nam ta trở thành đối tác cung ứng chip cho mình, thay cho một số đối tác đang gặp bất ổn là Trung Quốc và Đài Loan. Và để chứng minh đây không phải là lời nói suông, thì đích thân Tổng thống Biden đã mời nhiều lãnh đạo từ các doanh nghiệp bán dẫn lớn như Intel, Amkor, Marvell, Global Foundries tháp tùng ông đến Việt Nam. Lãnh đạo các doanh nghiệp này đã cùng với các doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam tham gia hội nghị cấp cao Việt Nam-Hoa Kỳ về đầu tư và đổi mới sáng tạo dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Câu hỏi được đặt ra là với sự giúp đỡ cao độ từ phía Mỹ, Việt Nam ta có thể trở thành một cường quốc về chip bán dẫn hay không? Trong lĩnh vực trị giá hàng nghìn tỷ đô la này, vị trí nào sẽ dành cho Việt Nam? Bên cạnh đó là động lực nào đã khiến Hoa Kỳ chọn Việt Nam làm nơi đầu tư, thiết lập chuỗi cung ứng chip bán dẫn mà không phải một quốc gia nào khác? Và liệu có phải sự hấp dẫn của ngành chip chính là nguyên nhân mà phía Việt Nam đã bỏ qua đối tác chiến lược để tiến lên hẳn đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ hay không? Câu trả lời sẽ được Hố Xanh Kiến Thức giải đáp ngay sau đây. Bắt đầu thôi nào! Các bạn thân mến, nếu bỏ qua chuyện chính trị mà chỉ nói về mặt kinh tế, thì hiện nay phía Mỹ thực sự rất cần Việt Nam ta trong chuỗi cung ứng chip bán dẫn. Sở dĩ nói như vậy là vì ngành sản xuất chip ở Mỹ đang gặp một khó khăn rất lớn và họ rất cần một đối tác đáng tin để ổn định hoạt động sản xuất. Cụ thể thì hồi năm ngoái, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã ban hành đạo luật chip. Đạo luật này có mục tiêu là đưa chuỗi cung ứng bán dẫn trở về với nước Mỹ. Thế nhưng đã qua một năm, những khó khăn gai góc cũng bắt đầu lộ rõ. Đó là việc nước Mỹ thiếu hụt trầm trọng lao động lành nghề trong lĩnh vực này. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu. Đây chính là hậu quả của hàng thập kỷ nước Mỹ phụ thuộc vào lao động giá rẻ từ nước ngoài. Chính vì quá nghiện sử dụng nguồn lao động giá rẻ đến từ các nước châu Á, mà cụ thể là Trung Quốc và Đài Loan, đã làm hạn chế đi khả năng tiếp cận của người lao động Mỹ trong ngành bán dẫn. Để nay, khi an ninh Đài Loan bị đe dọa và Trung Quốc thì đối nghịch, Mỹ mới cuống cuồng vì lo ngại chuỗi cung ứng chip bị đứt gãy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chạy đua công nghệ của mình. Nhưng việc chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn về nước Mỹ không phải là ngày một ngày hai, bởi châu Á mới là quê hương của những công ty đang thống trị nguồn cung chất bán dẫn trên toàn cầu. Nơi đó có lợi thế về nguồn lao động dồi dào, lành nghề và chi phí sản xuất thấp, chứ không phải nước Mỹ. Hố Xanh Kiến Thức xin được dẫn lại một sự việc mới xảy ra vừa qua, để các bạn hình dung rõ tình hình thiếu lao động chất lượng cao ở Mỹ đang như thế nào. Đó là TSMC, hãng gia công chip của Đài Loan đang dốc hầu bao đầu tư 40 tỷ đô la cho hai nhà máy sản xuất chip ở Phoenix, bang Arizona, Mỹ. Mặc dù mang tiếng đầu tư vào Mỹ, nhưng vừa qua, hãng này đã bị người Mỹ chỉ trích dữ dội khi họ tìm cách đưa lao động Đài Loan sang để làm việc. Chia sẻ với báo chí, TSMC nói rằng công ty đang gặp thách thức vì ở Mỹ không đủ nhân công chuyên môn cao. Do đó, công ty phải đưa lao động người Đài Loan sang để đảm bảo tiến độ. Ngay lập tức, các quan chức Mỹ bang Arizona đã chỉ trích TSMC vì việc làm này của hãng đã vi phạm nghiêm trọng đến mục tiêu của đạo luật chip, đó là tạo ra nhiều công ăn việc làm trong nước hơn. Mục tiêu của Tổng thống Biden ban đầu rất rõ ràng khi công bố đạo luật chip, đó là đưa chuỗi cung ứng bán dẫn về Mỹ, cũng như qua đó để bồi dưỡng lại nguồn nhân lực chất lượng cao của nước này. Nhưng với tình trạng năng lực sản xuất trong nước chưa thể đáp ứng như hiện nay, đã làm vị Tổng thống Mỹ 80 tuổi này rất chăn trở. Song đó cũng chính là lúc Việt Nam ta xuất hiện. Việc Mỹ muốn chuyển hết dây chuyền sản xuất bán dẫn về nước, suy cho cùng cũng là vì lo ngại về mặt an ninh sẽ tác động đến tính ổn định của chuỗi cung ứng. Và Việt Nam, với chính sách ngoại giao khôn khéo, đã giải quyết được vấn đề này. Bất chấp việc xích lại gần với Mỹ, Việt Nam bằng một cách tài tình nào đó vẫn giữ được mối quan hệ chính trị nồng ấm với Trung Quốc. Chính khả năng đó đã làm cho Việt Nam trở nên nổi bật trong mắt các nhà đầu tư. Vì tại đây, họ có thể an tâm xuống tiền, xây dựng nhà máy mà không phải lo những bất ổn về địa chính trị. Từ đó đảm bảo được tính ổn định trong chuỗi cung ứng bán dẫn, không khác gì khi họ đặt nhà máy tại nước Mỹ. Còn về năng lực sản xuất, Việt Nam ta vốn là nước xuất khẩu rất nhiều hàng điện tử, và nhiều năm qua, Việt Nam là đối tác cung ứng hàng công nghệ cao, thiết bị, điện tử chủ lực cho thị trường Mỹ. Thế nên, đào tạo nguồn lao động lành nghề trong lĩnh vực bán dẫn thực sự không khó. Chưa kể, Việt Nam hiện đã có hơn 5,5 nghìn kỹ sư thiết kế chip,
theo thống kê của Cộng đồng Vi mạch Việt Nam và để tăng niềm tin hơn nữa cho các nhà đầu tư. Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn đã yêu cầu xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực. Theo đó sẽ đào tạo thêm 30.000 đến 50.000 kỹ sư và 100 chuyên gia về chuyển đổi số, sản xuất chip bán dẫn. Ngoài ra, trong chuyến thăm của ông Biden, Hoa Kỳ cũng đã cam kết tăng cường hỗ trợ Việt Nam đào tạo và phát triển lực lượng lao động công nghệ cao. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, mặc dù được Hoa Kỳ hỗ trợ đào tạo nhân lực, khuyến khích các doanh nghiệp bán dẫn Mỹ đầu tư vào Việt Nam, nhưng tất cả những yếu tố đó vẫn chưa thể giúp nước ta trở thành một siêu cường về chip. Bởi cho đến thời điểm hiện nay, Việt Nam mới chỉ đóng góp một phần nhỏ trong việc sản xuất mặt hàng này. Cụ thể thì để làm ra một con chip hoàn chỉnh, quá trình sẽ có 3 khâu cơ bản, gồm thiết kế, sản xuất và đóng gói. Việt Nam với đại diện chính là nhà máy Intel tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện chỉ tham gia ở khâu cuối cùng trước khi chip được đưa ra thị trường. Đây cũng là phần chiếm tỷ lệ giá trị thấp nhất trong chuỗi cung ứng, vì đóng gói chỉ chiếm khoảng 6% giá trị chip, trong khi hơn 53% nằm ở thiết kế và 24% ở sản xuất. Do đó, nếu không sớm có kế hoạch chuyển đổi, thì việc đầu tư của Mỹ sẽ chỉ đơn thuần là tận dụng nguồn lao động giá rẻ của Việt Nam, tận dụng nền chính trị ổn định của ta để phục vụ cho lợi ích của nước Mỹ. Để giải quyết vấn đề này, thì vừa qua, các nhà lãnh đạo đã đề xuất hai con đường. Một là đầu tư vào mảng sản xuất còn bỏ ngỏ, hoặc nâng cao khả năng và giá trị trong khâu thiết kế và đóng gói. Ông Kim Huat-Roy, Tổng Giám đốc Intel Product Việt Nam đã cho rằng, chúng ta không nên đánh giá thấp vai trò của việc đóng gói và kiểm định, vì khi so sánh với thế hệ trước, quá trình này đã đổi mới và phức tạp hơn rất nhiều. Và vì vậy, mặc dù chỉ chủ yếu tập trung vào lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói, nhưng Việt Nam hiện đang đóng vai trò quan trọng trong ngành bán dẫn toàn cầu, do đó chúng ta cần làm tốt mảng này hơn nữa. Nhưng để phát triển sâu hơn, chiếm được phần nhiều hơn trong lĩnh vực nghìn tỷ đô la của tương lai, thì Việt Nam vẫn buộc phải chọn một trong hai khâu, hoặc là sản xuất, hoặc là thiết kế. Và theo ý kiến từ các chuyên gia, Việt Nam nên ưu tiên cho con đường thứ hai, tức là tham gia vào khâu thiết kế. Tại buổi làm việc với hai đại học quốc gia sáng ngày 6 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã đề cập đến vấn đề này. Ông nói, thế mạnh của Việt Nam là thiết kế chip và sẽ coi đây là thế mạnh trọng tâm. Hạ tầng quan trọng mà nhà nước nên đầu tư là hệ thống các phòng thí nghiệm hàng đầu thay vì mạo hiểm đầu tư nhà máy sản xuất. Hay ông Trương Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT, cũng đề xuất con đường nên đi là theo hướng thiết kế. Tại hội nghị cấp cao Việt Nam-Mỹ về đổi mới sáng tạo và đầu tư sáng ngày 11 tháng 9, ông Bình đề xuất chính phủ đầu tư đào tạo từ 30.000 đến 50.000 chuyên gia bán dẫn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành. Trước đó, Đại học FPT đã công bố thành lập khoa vi mạch bán dẫn nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao đang thiếu hụt tại Việt Nam. Theo ông Bình, để tham gia vào ngành chip mà không cần nhà máy sản xuất, mô hình các công ty Việt có thể theo đuổi chính là fabless, tức doanh nghiệp đảm nhiệm khâu thiết kế kinh doanh nhưng không tự sản xuất giống như Nvidia, AIM, Qualcomm. Tại Việt Nam, đó là FPT Semiconductor. Theo các bạn, Việt Nam ta nên chọn theo con đường nào? Hồ Sách Kiến Thức xin nhắc lại rằng, thiết kế chiếm 53% trong tổng giá trị của một con chip, còn sản xuất là 24%. Và nếu việc thiết kế chỉ cần đầu tư vào hạ tầng nghiên cứu, nhân lực, thì việc sản xuất sẽ phải đầu tư vào nhà máy với chi phí rất đắt đỏ. Như những đơn vị như TSMC, Global Foundries là những tên tuổi đầu ngành trong việc sản xuất. Tuy nhiên, việc chọn mảng thiết kế cũng là vô cùng thách thức, chủ yếu là khó về nhân lực. Bởi theo ông Nguyễn Thanh Yên, thì nhân lực kỹ thuật của nước ta chủ yếu đang làm cho công ty nước ngoài. Kỹ sư Việt có nhiều người giỏi, nhưng đặc thù là giỏi ở từng khâu, từng công đoạn, chứ chưa gắn kết lại thành một đội ngũ ở mức tổng công trình sư. Vị trí của chúng ta là nơi cung cấp nhân lực phục vụ từng khâu trong mảng thiết kế chip, chưa ở mức độ có thể cung cấp đông đảo đội ngũ thiết kế hoàn chỉnh và thương mại hóa được chip, ông Yên nói. Ngoài ra, lĩnh vực này có đặc thù là khá bảo thủ và đề cao kinh nghiệm. Với ngành IT, phần mềm gặp lỗi sai có thể sửa và vá nhanh chóng, nhưng thiết kế chip lỗi sẽ phải trả giá bằng nhiều triệu đô la và thời gian để khắc phục tính bằng đơn vị năm. Do đó, các kỹ sư mới ra trường chưa tích lũy đủ kinh nghiệm cần thiết, chưa được tin tưởng giao các công việc chính yếu. Thế nên, ngành bán dẫn tiềm năng nhưng rào cản cũng là vô cùng nhiều. Song các bạn thân mến, chúng ta có thể yên tâm phần nào bởi tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ vừa qua đã khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số,
coi đây là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Điều này nói lên rằng Việt Nam không đi một mình trên con đường phát triển lĩnh vực chip mà sẽ có sự hỗ trợ quan tâm từ phía Mỹ. Nếu như các bạn nhìn lại, nhìn vào ngành công nghiệp vũ khí quốc phòng của Việt Nam trong những năm qua sẽ thấy, nếu như trước đây chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ bên ngoài, thì trong những năm gần đây, Việt Nam đã tự chủ cho mình nhiều chủng loại khí tài quan trọng như tên lửa, pháo tự hành, xe bọc thép chở bộ binh, tàu chiến. Thậm chí mới đây, Việt Nam còn đã đem hàng nhà trông được sang tới triển lãm quốc phòng châu Âu để trao bán với bạn bè quốc tế. Rõ ràng có thể thấy, nhờ sự hỗ trợ từ Nga mà ngành công nghiệp vũ khí nước ta đã có thể đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Thế nên, chúng ta hoàn toàn có thể đặt kỳ vọng tương tự như với ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam. Bởi quốc gia đứng sau hỗ trợ Việt Nam chính là Mỹ, quốc gia đi đầu về công nghệ. Trong buổi nói chuyện, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công nhận tiềm năng to lớn của Việt Nam để trở thành quốc gia chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn. Ông khẳng định hai nước sẽ phối hợp tìm cách củng cố vai trò quan trọng của Việt Nam trong chuỗi bán dẫn khu vực và toàn cầu bằng cách khai thác các thế mạnh hiện có về lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói, cũng như giúp phát triển năng lực thượng nguồn. Hai nước cũng dự định phối hợp với khu vực tư nhân nhằm đẩy nhanh sự phát triển của hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam và hai bên sẽ tích cực phối hợp để nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi bán dẫn toàn cầu. Và thưa các bạn, lần này cam kết lời nói đi đôi với việc làm, Mỹ đã cùng với Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác tập trung thực hiện các hành động cụ thể như triển khai sáng kiến lực lượng lao động chất bán dẫn Hoa Kỳ-Việt Nam vào năm 2024, tập trung vào lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói. Có thể nhìn ra được là với lợi ích to lớn này từ phía Mỹ, nên Việt Nam có lý do để mà không ngần ngại bỏ qua đối tác chiến lược để tiến thẳng lên đối tác chiến lược toàn diện. Bởi sự hỗ trợ từ phía Mỹ đang giúp cho nước ta bước chân vào một lĩnh vực tương lai với tác động lan tỏa đến mọi ngóc ngách của nền kinh tế. Chỉ cần tham gia được vào chuỗi giá trị chip bán dẫn, thì có nghĩa là Việt Nam có cơ hội chia phần trong chiếc bánh có quy mô 1.500 tỷ đô la vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 12%. Và chỉ cần 10% trong chiếc bánh 1.500 tỷ đô la đó cũng đủ giúp Việt Nam cất cánh, bởi chip bán dẫn là công nghệ nền tảng cho tất cả các công nghệ khác, không chỉ trong quốc phòng, an ninh, máy bay, tên lửa, tàu chiến, mà cả trong tất cả các thiết bị ở xung quanh chúng ta. Đây là một lợi ích rất lớn. Việc Mỹ cam kết hỗ trợ như vậy cũng là tương xứng với vị thế của Việt Nam. Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn, thì doanh thu chip bán dẫn toàn cầu năm 2022 đã lên tới khoảng 556 tỷ đô la. Quan trọng hơn, những linh kiện nhỏ nhưng có thể tìm thấy ở mọi nơi, từ trung tâm dữ liệu, máy tính, tên lửa cho tới máy giặt, đang trở thành động lực thúc đẩy cho nền kinh tế hàng chục nghìn tỷ đô la trên toàn cầu. Đặc biệt, do sự phức tạp của một con chip, nên hiện nay chưa có một quốc gia nào có thể tự sản xuất chip bán dẫn một mình. Một chip tích hợp IC có kích thước 1 inch vuông, nhưng chứa bên trong nó là hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ bóng bán dẫn. Để làm ra một sản phẩm như vậy, nhà sản xuất mất từ 4 đến 6 tháng với hơn 500 giai đoạn riêng biệt, từ thiết kế trên phần mềm chuyên dụng đến chế tạo tại nhà máy và lắp ráp, thử nghiệm tại các cơ sở chuyên dụng. Theo ước tính của công ty tư vấn Accenture, các thành phần tạo nên một chip có thể được chuyển qua lại giữa các quốc gia khoảng 70 lần trước khi có một thành phẩm đến tay người tiêu dùng. Do đó, cơ hội cho Việt Nam vẫn còn rất lớn. Chúng ta có thể tự do lựa chọn một mảng để mà dốc toàn lực đầu tư. Và nếu cố gắng, quyết tâm cao độ cộng với sự hỗ trợ từ Mỹ, cường quốc chip sẽ gọi tên Việt Nam. Các bạn có tin một ngày nào đó Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc về chip hay không? Hãy để lại suy nghĩ của mình ngay phía dưới phần bình luận. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video của Hố Xanh Kiến Thức. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!